Bà Vũng Tàu. Vũng Tàu được biết đến là một thành phố biển, nhưng không chỉ có thế, ở đây còn rất nhiều ngọn núi nữa. Chính vì điều đặc biệt này, chúng ta hãy cùng lên núi để thay đổi không khí một chút nhé. Bước chân tới Vũng Tàu, du khách khó lòng bỏ qua thắng cảnh hồ mây, núi lớn. Hai mặt hồ xanh biếc tựa như hai viên ngọc lấp lánh, hòa quyện cùng cảnh sắc mây trời, biển núi, nắng gió và ngập tràn sắc hoa. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên trên cao lãng mạn bậc nhất tại thành phố biển xinh đẹp. Nằm trên độ cao 250m so với mực nước biển, hồ mây mang một bầu không khí trong lành dễ chịu. Thảnh thơi dạo bước trong khu rừng sinh thái tự nhiên rộng 50 hectare, du khách cảm nhận như đang chu du tới miền cao nguyên Đà Lạt mát mẻ, hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào tấp nập bên ngoài. Hệ thực vật phong phú với khu rừng thông Caribe độc đáo hay vườn hoa lan với hàng chục loài lan quý hiếm đã tạo nên khung cảnh lãng mạn tựa tranh vẽ cho hồ mây. Hương. Hả? Dạo chơi tại hồ mây cả một ngày nắng đẹp, đã đến lúc chúng tôi xuống núi, hòa vào không khí thành phố biển Vũng Tàu. Anh bạn đồng hành Trung Anh của tôi đang vô cùng đói bụng và muốn nếm thử món bánh khọt nổi tiếng. Một gợi ý thú vị đấy chứ. Chị ơi, cho em gọi 2 suất nha. 3 suất đi chị ơi. Rồi. Một suất luôn ạ. Là ngon, bánh rất là giòn này, tôm thì rất là tươi, nước chấm thì đậm đà. Ôi, Trung Anh bán tiếp đây. Trong muôn vàn chủng loại, bánh khọt tôm tại Vũng Tàu được ưa chuộng hơn cả bởi hương vị đặc trưng khó lẫn. Lớp vỏ bánh vàng giòn làm từ bột gạo quyện cùng thịt tôm ngọt đậm đà, một chút hành rắc lớp trên cùng. Ngoài ra, nếu thích, bạn cũng có thể ăn rau sống cùng bánh khọt như một món cuốn để trung hòa vị béo ngậy của bánh, vị mặn của tôm, vị chua ngọt của nước chấm cũng rất thú vị. Đến Vũng Tàu thì không nên bỏ qua một bánh khọt này.